cái viên pin đâu rồi? À thấy à, thấy à. À, dùng cái cáp này để sạc nha con. Ủa đâu bà chị, tưởng đâu bé đi theo nè. Ha, cắm vô. Khi gỡ ra thì bấm cái này kéo. Có nhiều đứa nó nắm nó giật vậy á. À, khoảng tầm 80 cục pin với sợi cục pin thì cục pin là 55 cho tới 60 tùy dung lượng sợi dây nữa. Cho nên nó là vậy ha. Cần xài cần lấy ra thì bấm ở đây. Rồi, cắm vô sạc ha. Cục pin này là 800 mAh thì chỉ sạc khoảng 2 tiếng rưỡi nó sẽ đầy. Dạ. Dạ. Ồ, chiếc này bé tí mà nó sử dụng 800 mAh. Dạ rồi đây, và vô mở on lên là chạy ha. Đây, tới, chạy khá là nhanh đó chứ. Nè, trái, tải, trái. Rồi giờ mình sẽ cho nó phun sương ha. Đây, mở cái này ra, chích nước này vô. Dạ. À, chữa nó sẽ có cái nút phun đó, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa, đó nè, đó ha, đó nè, đó ha. Rồi. Về nhà con xin mẹ một miếng dầu thơm chạy một vòng phun khắp nhà ha. Phun thơm luôn chị, là mình bỏ bơm nước bỏ vô đó đó. Dạ, bơm nước vô đây chị, đút vô cái chai nha, đừng đổ nó. Ok, đây có cái chai nè, bóp và nhả nó ra là nó chưa. Rồi xong hả con ha.